Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay sau đây là bản tin: cá sủ vàng 5,5 kg mắc lưới ngư dân trên sông Hậu. Sáng ngày 17 tháng 9, anh Huỳnh Phi Công, 33 tuổi, Vĩnh Long đã bắt được một con cá sủ vàng 5,5 kg, dày gần 1 mét khi thả lưới trên sông Hậu. Anh Huỳnh Phi Công ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cho biết, khi kéo lưới trên sông Hậu cách cầu Cần Thơ hơn 3 km, phát hiện dính cá lớn vùng vẫy rất mạnh. Mất hơn 10 phút, anh mới đưa được con cá 5,5 kg, dài gần 1 mét lên ghe và nhận ra là cá sủ vàng. Đem lên khỏi mặt nước không lâu, con cá quý hiếm đã chết, được chủ nhân ướp đá. Trưa cùng ngày, nhiều thương lái ở Cần Thơ sang hỏi mua với giá 500 triệu đồng, nhưng anh Công chưa đồng ý bán. Người dân địa phương cho biết nhiều lần thả lưới trên sông Hậu, chỉ bắt được cá sủ trắng không quý hiếm bằng cá sủ vàng. Tôi sống ở đây từ nhỏ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy con cá sủ vàng to như thế, ông Huỳnh Ngọc Phương, 56 tuổi nói. Cá sủ vàng phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka, Trung Quốc. Chúng được thương lái săn lùng và trả giá cao bởi giá trị trong dinh dưỡng và y học. Bong bóng cá dùng làm chỉ khâu tự hủy trong phẫu thuật, trong khi thịt cá dùng làm thực phẩm bổ dưỡng. Ở Việt Nam, từng có nhiều ngư dân câu được cá này và bán với giá hàng trăm triệu đồng. Ngày 10 tháng 8, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, huyện Bình Đại, Bến Tre, lúc thả câu trên sông Tiền, đoạn cách cửa đại gần 20 km, cũng đã bắt được con cá sủ vàng 3,8 kg, dài gần 1 mét. Cuối năm 2015, anh Nguyễn Tiến Nhật ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã câu được con cá sủ vàng 2,8 kg và được thương lái trả mua nửa tỷ đồng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.